Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tìm hiểu về hàm số trong Python. Đầu tiên là tìm hiểu về cái cú pháp của một cái hàm số, cú pháp của một function. Trong phần thứ hai thì mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản cho các bạn về hàm về function đấy, và trong trong hàm function ấy, trong thì có một đối số argument. Trong phần thứ ba thì mình cũng lấy một cái ví dụ về function và có hai argument, hai đối số. Trong phần thứ tư mình sẽ lấy một cái ví dụ về function sử dụng cái toán từ splat operator. Toán từ splat ký hiệu bằng cái dấu sao này, tức là trong cái function đấy thì mình truyền vào những cái argument, độ dài của argument khác nhau, có thể là 1, 2 hoặc nhiều argument. Trong phần thứ năm mình tiếp tục sử dụng lấy giới thiệu với các bạn một cái function và cũng sử dụng toán từ splat. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên, cú pháp của một cái hàm function. Đầu tiên là khai báo bằng cái từ def, có nghĩa là define, định nghĩa. Tiếp theo đó đến cái tên của cái function đó. Tên function này các bạn đặt đặt theo cái mục đích của cái hàm đó. Ví dụ hàm đó làm một cái nhiệm vụ gì đó thì các bạn đặt tên theo cái nhiệm vụ đó. Các bạn lưu ý là tránh đặt tên với các keyword, các cái function của Python. Trong cái dấu ngoặc tròn này thì các bạn truyền vào các cái đối số. Tiếp theo là cái dấu hai chấm. Tiếp theo đấy là body function, nhưng mà cái phần thân của function nên mình viết để mình viết các cái lệnh vào đây. Tiếp theo bây giờ mình sẽ là làm một cái ví dụ cho các bạn một cái function đơn giản. Function này đặt mình tên là check number, có nghĩa là khi mình truyền một cái số nào đó vào cho function này thì nó sẽ trả ra, nó sẽ in ra cái số đó là chẵn hay nẻ. Số chẵn thì là trong tiếng Anh là even, số lẻ là odd. Trong cái body function này thì mình dùng một cái hàm điều kiện if else để mình kiểm tra xem cái số đó nếu mà chia hết cho hai thì là số đó là số chẵn. Ngoài ra trường hợp khác thì nó là số lẻ, nên mình sử dụng cái toán tử này là toán tử phần trăm, nên là phép chia lấy cái phần dư nếu bằng không thì số đó là số chẵn đó. Tiếp theo để mà gọi cái hàm số này ra thì mình cũng viết cái họ gọi tên cái hàm nó ra và mình truyền vào đó là cái đối số là đối số bằng 4. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn. Đấy, thì cái đây là cái kết quả của cái hàm số check number, số đó là số 4, là số chẵn. Đây, như vậy là cái function check number này đã hoạt động tốt. Bây giờ đến sang phần thứ ba, mình cũng viết một cái function check number nhưng mà là cho nhiều số. Check number để ý có thêm chữ s này để kiểm tra cho nhiều số. Mình truyền vào đây là hai đối số number 1 và number 2, cái bằng lọc for này. Các bạn cũng có thể tìm hiểu trên Google hoặc trong các bài học của Cobra Team. Tuy nhiên những cái này là những cái bằng lọc for rồi hàm điều kiện if else này nó là rất cơ bản, các bạn cũng sẽ rất dễ hiểu thôi. Còn là for nghĩa là mình
biến number đây, mình sẽ lần lượt mình lấy hai cái giá trị trong đây, number 1 và number 2 trong cái list này. Trong Python thì list một cái danh sách ấy, list được định nghĩa bằng hai một cặp số một vuông này. Thì mình tương tự như cái hàm check trên thôi, mình bắt đầu mình kiểm tra từng từng số một. Số 1 đấy nó từng từng cái number này, number 1 và number 2. Nếu mà cái số đó mà number đó mà chia hết cho 2 thì số đó cũng là số chẵn tương tự như gần như trên thôi. Bây giờ mình sẽ gọi cái hàm đó ra, mình chuyển vào hai hai đối số nhé, hai đối số mình chuyển vào hai đối số này bất kỳ này. Đó, bây giờ mình run cho các bạn xem, này. Đấy, như vậy là số 8 là số chẵn và số 57 là số lẻ. Như vậy là cái hàm check number này đã hoạt động tốt. Nói thêm với các bạn về cách chuyển cái đối số này vào trong hàm số, thì nếu mà các bạn không để, nếu mà các bạn để như này thì bắt buộc khi mà mình các bạn gọi cái hàm số ra thì các bạn bắt buộc phải chuyển vào hai đối số, nếu không sẽ báo lỗi. Đây ví dụ mình chỉ phải chuyển vào một đối số nhé, các bạn xem làm thử để báo lỗi cho các bạn xem. Đây, đấy như vậy là Python nó báo lỗi đây là cái hàm check number này missing, tức là thiếu một cái argument này, number 2 này. Đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn sẽ để đấy, number 2 bằng 0 để giá trị mặc định, nếu mình không truyền vào thì nó sẽ lấy mặc định cái number 2 bằng 0 này thì sẽ không bị lỗi. Đây, bây giờ mình truyền vào một argument này, các bạn run này thì sẽ không báo lỗi. Đấy, nó sẽ lấy mặc định cái number 2 bằng 0. Ví dụ như là bây giờ mình không để giá trị mặc định, nhưng mà khi mình truyền vào vẫn truyền hai tham số, nhưng mà bình thường ý, mặc định là số đầu tiên là sẽ dành cho number 1 và số đối số thứ hai sẽ dành cho number 2. Nhưng mà bây giờ mình muốn không muốn vậy, mình chỉ muốn truyền vào cái hàm này number 2 trước chẳng hạn, thì mình cũng làm như này, number 2 bằng 9 chẳng hạn, number 1 bằng 90 chẳng hạn. Đó, thì như vậy là mình sẽ chỉ định rõ là number 2 bằng 9 và number 1 bằng 90. Làm như thế này, bây giờ sẽ run cho các bạn xem. Đây, thì number 1 vẫn là bằng 90 đây, số chẵn đây, number số 9 là số lẻ đây. Đó, tiếp theo trong phần thứ tư, mình muốn giới thiệu với các bạn một cái toán từ splat đây này, rất hay. Có nghĩa là trong cái hàm số đó mình muốn truyền vào rất nhiều cái đối số, mình có thể mình truyền vào 1, 2 hoặc 3 hoặc 4, rất nhiều đối số. Mà cái toán tử splat trong Python nó ký hiệu bằng dấu sao này này, sao number. Mình sẽ trong đây mình sẽ thể hiện là cái sao num này có nghĩa là đại diện cho một cái list danh sách. Danh sách này có độ dài thay đổi. Đó, thì trong đây thì cũng tương tự như trên thôi, mình cũng tiếp tục mình sử dụng một cái hàm, một cái vòng điều kiện for, bắt đầu là mình duyệt hết các cái phần tử ở trong cái list đó, list danh sách đó. List danh sách này là phụ thuộc vào các bạn khi các bạn truyền vào, truyền các cái đối số argument vào trong cái hàm số này, các bạn truyền bao nhiêu cái đối số thì cái list danh sách này nó sẽ lấy hết những cái đối số đó. Đây, bây giờ mình gọi cái hàm đấy ra nhé,
hàm check number splat này, mình truyền vào lần này các cái đối số này. Bây giờ mình sẽ run cho các bạn xem. Đây, mình run này. Đây, báo hết là 100 là số chẵn 23, số lẻ 56, số chẵn 98, số chẵn 63, số lẻ. Mình chuyển vào bao nhiêu cái đối số tùy thích. Đây, các bạn thêm thoải mái. Đấy, các bạn thêm thoải mái. Đây, mình dặn cho các bạn xem. Run code này. Đây. Các bạn chuyển vào bao nhiêu đối số thì cái hàm check này, check number splat này nó nhận hết và không hề báo một cái lỗi gì cả. Cái toán tử splat này rất hay. Đấy. Ý nghĩa của nó rất hay như vậy. Tiếp theo sang phần thứ 5. Sang phần thứ 5 mình cũng tiếp tục sử dụng cái toán tử splat này. Nhưng mà mình sử dụng hai cái dấu sao này thể hiện cái này, cái boy này này chính là cái keyword argument. Nó chính là một cái dictionary, một cái dạng từ điển trong Python ấy. Dictionary thì nó cú pháp của nó như này. Nó là khai báo trong cái cặp giống hoặc nhọn như này. Đây là ví dụ một cái dictionary có hai cặp phần tử key 1, value 1, key 2, value 2. Đi vào cái bài cái ví dụ như này. Cái ví dụ này thì nó hơi phức tạp hơn. Phức tạp hơn. Thì các bạn có thể xem mình làm, sau đó các bạn làm theo và các bạn cứ gõ lại theo code như này. Sau đó thì chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn mới là tìm hiểu dần. Ví dụ như là các bạn có thể xem qua cái tìm hiểu trên Google hoặc trong các bài học của Opera Team, cái khóa học Python cơ bản ấy. Đó là diction, định nghĩa về dictionary, các kiểu dữ liệu dictionary, rồi là cái kiểu viết format string và cái vòng lặp for. Đấy. Thì đầu tiên nhé, đây là student, đây là một cái argument này. Còn cái sao sao boy chính là một cái dictionary ấy. Các bạn chuyển vào đấy. Dictionary này có thể các bạn chuyển vào có nhiều cặp phần tử, một hoặc nhiều cặp phần tử. Thế đầu tiên thì trong cái function này thì mình cho in ra một cái student, các bạn nhập vào một cái sinh viên nào đó chẳng hạn, thì đầu tiên là in ra cái tên của sinh viên đó này. Trong phần tiếp theo mình sử dụng một cái vòng lặp for in. Trong đây thì vòng lặp for in này thì nó hơi khác một tí, các bạn sẽ sau các bạn sẽ quen thôi. Thì giờ mình duyệt hai cái biến subject này thì mình sẽ lấy cái giá trị là key này, còn boy này mình sẽ lấy điểm này, mình lấy giá trị là cái value này. Cái boy chấm item này nó sẽ trả về một cái cặp. Giờ mình lấy ví dụ, mình viết một cái hàm for sub boy in this chấm item, rồi các bạn run code để các bạn hiểu. Đây là bin đây. Mình sẽ bin này ra, in này ra đây nha. Bây giờ mình sẽ run code để chạy cái vòng lặp for này nhé. Đấy, như vậy nó in ra môn toán được 8 điểm này, môn vật lý được 10 điểm này. Thì tương tự như trên này thôi, thì mình cũng dùng lặp for đây để mình for và có hai biến là subject và boy, đây mình cũng in ra cái subject và boy. Đây tiếp theo ấy, mình muốn là cộng tổng các cái điểm mà mình nhập vào. Ví dụ như là
môn có hai môn hoặc có nhiều môn này, tổng có hai cái này, hai môn này lại với nhau thì mình sẽ sử dụng cái hàm sum. Giờ các bạn cứ cứ tạm thời các bạn cứ hiểu như này, cái void void là một cái dictionary này, chấm value này nó sẽ lấy hết những cái giá trị value này ở trong dictionary đây, lấy hết và mình sẽ đưa vào trong cái function, cái hàm void, hàm sum, hàm tính tổng ở trong Python. Đây ví dụ như là mình muốn print ra cái hàm sum đây, được cái dictionary này, list1 này, chấm value này. Đấy, nó sẽ lấy hết những cái giá trị trong cái dictionary này ra. Tức là cụ thể đây là 8 và 10 và cộng tổng lại với nhau. Bây giờ mình run code cho các bạn này. Đây, nó ra 18 này. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi cái hàm này của mình ra xem nó hoạt động thế nào nhé. Mình sẽ truyền vào cái đối số là Cobalt này, student là Cobalt này, môn toán 10 này, môn vật lý 10 này, môn sinh học này 9 này, môn hóa học 9 này, có thể là môn English chẳng hạn, English bằng 8 này, và các bạn có thể truyền thêm các môn khác qua đây. Bây giờ mình run code cho các bạn xem cái function này hoạt động như nào này. Đó, đây student Cobalt này, môn toán 10, physics vật lý 10, sinh học 9, hóa học chemistry hóa học 9, English 8 và tổng điểm là 46. Như vậy là cái hàm này của mình đã hoạt động tốt. Trong bài học này thì cũng có nhiều cái phần mà mới, tuy nhiên rất cơ bản về cách sử dụng vòng lặp for, rồi là định nghĩa một cái danh sách, list danh sách, rồi sử dụng cái vòng có hàm điều kiện if else, rồi sử dụng cái toán tử về số dư. Tuy nhiên thì những cái phần này rất cơ bản, các bạn có thể cứ viết run code cho code chạy được kết quả. Sau đó các bạn không hiểu ở phần nào, các bạn có thể là Google hoặc là xem các cái bài học trong khóa học Python cơ bản trên Cobra Team để hiểu rõ hơn. Xin chúc các bạn thực hành tốt và nắm được bài. Xin chào các bạn.